Google cũng đang cải thiện ống kính trên điện thoại của bạn. Bạn không còn phải hướng điện thoại vào màn hình máy tính nếu muốn sử dụng Google ống kính trên máy tính. Là một phần của chuỗi cập nhật, Google đã tiết lộ rằng lens sẽ có sẵn cho Chrome trên máy tính để bàn trong những tháng tới. Bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào một trang web, chọn tìm kiếm bằng lens và chọn phần của trang bạn muốn kiểm tra. Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả liên quan đến nội dung bạn đã đánh dấu. Không cần phải nói, điều đó có thể hữu ích nếu bạn đang cố gắng xác định một con vật hoặc một chiếc áo khoác mới nóng. Có một số nâng cấp sắp có đối với ống kính trên điện thoại của bạn. Bản cập nhật vào đầu năm 2022 sẽ cho phép bạn đặt câu hỏi sau khi chụp nhanh một bức ảnh. Ví dụ, nếu bạn cần biết cách sửa chữa một bộ phận trên xe đạp của mình, bạn sẽ nhận được kết quả ngay cả khi bạn không biết bộ phận đó là gì. Trong khi đó, ứng dụng Google dành cho iPhone sẽ cho phép bạn tìm kiếm các sản phẩm trong hình ảnh. Đây là một nỗ lực không quá tinh tế để thúc đẩy Google mua sắm. Rốt cuộc, bạn có thể mua quần áo hoặc phụ tùng xe đạp hơn nếu bạn có thể xác định được chúng. Mặc dù vậy, việc mở rộng có thể làm cho lens hữu ích hơn như một công cụ tìm kiếm chung, không chỉ cho những trường hợp đặc biệt. Chia sẻ hữu ích nhé!